Vâng, kính chào các bạn. Đây là phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, thứ bảy, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và như chương trình lần trước, tôi đã nói với các bạn về việc là vì sao Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức không cấp đổi hộ chiếu cho nhà báo Lê Trung Khoa. Và bây giờ tôi đang đứng đây, đứng ở ngay sau lưng tôi đây là Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, tiếng Đức là Auswärtiges Amt. Và như các bạn đã biết, Cộng hòa Liên bang Đức đã được chính thức là thành lập từ năm 1949, tức là sau Thế chiến thế giới lần thứ nhất, sau đó lần thứ hai, Thế chiến thứ hai xảy ra vào năm 49, thì chúng ta đã có thấy hình ảnh của cái con đại bàng của Đức ở đây. Đây là cái nơi mà diễn ra rất nhiều hoạt động ngoại giao, mà người đứng đầu trong Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức đó là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas. Và ông Heiko Maas là một cái người của đảng SPD, và ông ta thường xuyên có những tiếp xúc với nhiều nước trên các nước trên thế giới, và trong đó có những cuộc tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, và cụ thể là hội đàm tại Berlin vào 20 tháng 2 năm 2019 giữa ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Và ông Phạm Bình Minh còn ngoài chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông ta còn làm Phó Thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và ông ta đã đến đây vào ngày 20 tháng 2 năm 2019. Và sở dĩ từ rất lâu, phải trong thời gian rất dài thì mới có cái việc kết nối trở lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước ở tầm bộ trưởng như vậy, bởi vì sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì các bạn cũng đã biết xảy ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, thì đã quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã trở nên lạnh giá. Và từ đây, từ Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức ở đây, họ đã ra một thông cáo báo chí và họ đã đình chỉ đối tác chiến lược với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 9 năm 2017. Và từ đó trở đi thì những cái hoạt động kinh tế, đối ngoại và ngoại giao giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị đóng băng đi rất nhiều. Và ngay cả quan hệ giữa nhân dân hai nước và những cái người đi thăm thân nhân cũng như làm ăn và kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức luôn luôn gặp một số khó khăn ở các tòa đại sứ quán hoặc là tổng lãnh sự quán tại của Đức tại Việt Nam, bởi vì họ phía Đức họ vẫn luôn nghi ngờ phía Việt Nam có thể lợi dụng cái việc này để đưa mật vụ sang tiếp tục hoạt động để làm những cái việc mà phía Đức không mong muốn và phía châu Âu không mong muốn. Quá trình đóng băng rất kéo dài, và ngay sau đó khi một quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đã bị đình chỉ vào tháng 9 năm 2017, thì các bạn đã thấy đây là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ông Heiko Maas đã gặp nhau, và gần đây nhất là vào tháng 2 2019 ngay tại tòa nhà này. Đây là cái nơi mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Heiko Maas đã tiếp ông Phạm Bình Minh, và nó đánh dấu cho cái việc kết nối lại quan hệ ngoại giao hai nước. Và tuy nhiên cái kết nối đó vẫn chưa phải là bình thường hóa quan hệ hai nước hoàn toàn, bởi vì những cái hiệp định về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam thì vẫn chưa được khôi phục lại. Cái điều đó được giải thích như sau: khi quan hệ đối tác chiến lược với Đức và Việt Nam được ký kết do bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và được ký tại Hà Nội cùng với ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, thì sau đó thì đã có một hiệp định mới giữa hai nước, đó là hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao của công dân của hai nước, tức là những cái người mà Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao thì có thể vào Đức trong một thời gian nhất định mà không cần phải xin visa nhập cảnh, và ngược lại đối với Đức cũng như vậy. Nhưng sau vụ bắt cóc vào ngày 23 tháng 7 2019 thì điều tra Đức đã cho biết rằng rất nhiều những mật vụ Việt Nam đã sử dụng những hộ chiếu ngoại giao này để họ đột nhập vào lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức, đó là họ đưa đi vào Pháp và từ Pháp bay sang Berlin để tiến hành bắt cóc, đó là họ sang Cộng hòa Séc và từ Cộng hòa Séc họ cũng sang Berlin để tiến hành bắt cóc. Và những cái người mang hộ chiếu ngoại giao này là những cái công dân của Việt Nam đã sử dụng và cái hộ chiếu ngoại giao đó và lợi dụng hộ chiếu ngoại giao đó không phải xin visa thì mới có thể vào Đức để theo dõi và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Điều đó rất nguy hại cho ngành ngoại giao của Việt Nam và mất uy tín của Việt Nam trên trường thế giới. Thì sau khi việc đó xảy ra thì phía Đức đã luôn luôn đưa ra yêu cầu cáo buộc Việt Nam, mà nơi mà đưa ra cái yêu cầu đó là Bộ Ngoại giao Đức ở đây, là đưa ra yêu cầu là ba cái yêu cầu đối với vụ bắt cóc. Thứ nhất là phải yêu cầu là trả lại nguyên hiện trạng. Yêu cầu thứ nhất trả lại nguyên hiện trạng thì có nghĩa là đây các bạn xem, ông bộ trưởng trước là ông
trước ông, đây là ông Heiko Maas là bộ trưởng hiện nay, còn bộ trưởng trước là ông Capri, thì ông đã đưa ra cái yêu cầu, ba yêu cầu. Thứ nhất là phải yêu cầu Việt Nam là trả lại nguyên hiện trạng, tức là phải trả lại ông Trịnh Xuân Thanh về Cộng hòa Liên bang Đức. Cái yêu cầu thứ hai là phải xin lỗi nước Đức, tức là phải xin lỗi nước Đức vì cái việc bắt cóc đó. Và cái việc thứ ba là phải hứa không tái phạm. Hứa không tái phạm có nghĩa là không được phép sang bên Cộng hòa Liên bang Đức và bất cứ nước nào ở châu Âu để tiếp tục theo dõi và bắt cóc công dân của mình một cách bất hợp pháp như vậy. Thì Bộ Ngoại giao ở Đức ở đây họ đã đưa ra cái yêu cầu đó rất rõ ràng và họ nói lại nhiều lần đối với Việt Nam. Và tất nhiên phía Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn chưa phải là đáp ứng hoàn toàn cái điều đó, mà chỉ có những cuộc gặp kín, chỉ có những cái thông báo nội bộ với nhau và họ không hề đưa ra những thông tin cho công chúng, cho người dân Việt Nam, cho người dân Đức biết. Và cho đến thời điểm này, trước khi làm cái phóng sự này, tôi cũng đã hỏi một số công dân Đức ở đây thì được họ cho biết rằng là chúng tôi vẫn nghĩ rằng là Việt Nam bắt cóc và vẫn chưa trả cái người kia về trở lại theo yêu cầu của Đức và cũng chưa xin lỗi và cũng không hứa là sẽ không bắt cóc nữa. Nếu mà họ không hứa như vậy thì có nghĩa là các ngài, tức là họ nói người Việt Nam của chúng tôi vẫn quốc tịch Việt Nam, thì bất cứ lúc nào các ngài cũng có thể bị bắt cóc hoặc là bị ám sát hoặc bị làm những cái việc mà không được phép làm trên một nhà nước pháp quyền, trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Có một số người ở trong nước nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh là cái người tham nhũng, cho nên việc đi bắt ông ta là hoàn toàn đúng. Thế nhưng mà cái điều đó nó chỉ có thể được nói ở khi mà họ nói trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Bởi vì đây là nước Cộng hòa Liên bang Đức, đây là châu Âu, là một biên giới, một nước hoàn toàn khác. Cho nên cái pháp luật tại Việt Nam nó chỉ áp dụng cho những trường hợp mà ở trong nước Việt Nam và không được phép áp dụng pháp luật Việt Nam trên lãnh thổ của nước khác. Thế đấy là vi phạm lãnh thổ và rất nguy hiểm. Theo như tôi cũng đã gặp một số sĩ quan điều tra của Đức, họ cũng cho biết cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì họ cũng rất bất ngờ về việc là không hiểu tại sao mà họ không ngờ Việt Nam lại làm cái điều đó trên nước Đức. Bởi vì họ đã cấp cho phía Việt Nam cái quy chế là miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao, thì có nghĩa là bất cứ lúc nào cái người mang hộ chiếu đó có thể vào nước Đức. Cũng giống như bạn, có một người bạn nào đó, bạn rất tin tưởng người ta, bạn đánh chìa khóa và cho người ta đưa chìa khóa cho người ta để người ta bất cứ lúc nào cũng có thể vào nhà bạn nghỉ ngơi trong một số ngày nhất định đấy, và không phải báo cho bạn biết. Thì đấy là họ rất tin tưởng, tức là nước bạn đã rất tin tưởng chúng ta, và nhưng mà cái điều đó đã bị lợi dụng và đã bị dùng chính cái chìa khóa đó, dùng chính cái hộ chiếu ngoại giao đó để vào bắt cóc, và điều đó đã gây tác hại rất lớn. Và ngay cả lực lượng an ninh Đức họ rất tốt, thế nhưng họ không ngờ rằng Việt Nam có thể làm được điều đó và có dám làm cái điều đó. Đấy, chính vì vậy mà họ cái việc bắt cóc và sau đó nhốt ở trong tòa đại sứ 2 ngày, sau đó mới đưa về Cộng hòa Séc và sang Slovakia và đưa về Việt Nam, thì họ cũng không hề biết, họ chỉ biết là có một người nào đó đã bị gọi là gây làm bạo lực, tức là để đưa xe có thế thôi, nhưng họ không ngờ đấy là vụ bắt cóc và không ngờ đấy là một người Việt Nam, và càng không ngờ nữa đấy là một người mà quan chức chính trị của Việt Nam sang đây đã đang xin tị nạn thì đã bị bắt cóc như vậy. Đấy, thì sau cái việc đó xảy ra thì cái an ninh Đức và điều tra Đức cũng họ rất chú ý đến những hoạt động của những hội đoàn của người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức và của người Việt Nam ở châu Âu, chú ý đến những nhân vật, những cái như chúng tôi đã thông báo trước đây, đấy là ông Sơn Điền tại München là nơi đã đe dọa giết hại nhà báo, và ông ta có rất nhiều bức ảnh chụp với cả các tòa đại sứ, đại sứ quán, đại sứ của Việt Nam tại Đức là ông Đoàn Xuân Hưng và rất nhiều cán bộ sĩ quan của sứ quán đã chụp cộng ảnh cùng ông ta rồi đi chơi golf cùng, và đấy là những cái bằng chứng cho rằng là cái người đó rất có quan hệ với cả những cái quan chức cấp cao và có thể bị lợi dụng hoặc là như một cái cơ sở để làm cái điều gì đó mà xâm phạm về an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia của Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra thì cũng rất là nhiều những cái người ở Cộng hòa Séc cũng đã lợi dụng cái việc mà cấp visa sang Séc dễ dàng để họ sang bên Séc, Cộng hòa Séc để họ làm những cái việc phạm pháp như trồng những cái cây chất kích thích như là marijuana, tức là rồi là buôn bán thuốc phiện, sản xuất chất kích, và những cái điều đó đã làm cho những cái cán bộ điều tra của Đức và Séc hiện nay đang rất để ý đến người Việt Nam, để ý đến doanh nghiệp Việt Nam và những hội đoàn của Việt Nam tại đây. Và sau lưng tôi đây là Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức. Và quay trở lại vấn đề là phía chính phủ Đức đã làm gì để bảo vệ, để bênh vực cho nền tự do báo chí tại Cộng hòa Liên bang Đức, và cụ thể đấy là cho tờ Thời báo.de và bản thân cá nhân tôi. Bởi vì các bạn cũng phải biết rằng tờ Thời báo.de là cái tờ báo gần như là duy nhất đã đăng ký pháp nhân ở Cộng hòa Liên bang Đức và có phóng viên chuyên trách để
viết tin, để thu thập thông tin và đi dự những hội nghị hoặc là gặp gỡ các quan chức cấp cao của Đức cũng như là các công sở của Đức để cung cấp thông tin cho bạn đọc tại Việt Nam. Và điều đó đã đem đến những thông tin rất có lợi và thực tế cho người dân Việt Nam để được biết. Thì khi mà phía Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam vì một lý do là đã không cấp và đổi hộ chiếu mới cho nhà báo Lê Trung Khoa là bản thân tôi, thì phía Bộ Ngoại giao Đức ở đây đã có can thiệp. Đó là việc khi ông đại sứ mới sang, chuẩn bị sang, đó là ông Nguyễn Minh Vũ vừa sang, thì có một số cái cuộc gặp của Bộ Ngoại giao Đức với Đại sứ quán Việt Nam, tất nhiên chỉ là hình thức những cái cán bộ cấp thấp của Bộ Ngoại giao Đức mà thôi, để chuẩn bị về những cái mặt thủ tục giấy tờ để ông Nguyễn Minh Vũ sang đây. Thì họ cũng đã nói với tôi rằng là trong những cuộc gặp đó thì Bộ Ngoại giao Đức đã nói cái trường hợp của tôi cho phía Đại sứ quán Việt Nam và nói rằng đưa những thông tin và phản ánh cái việc mà tại sao không cung cấp và đổi hộ chiếu cho công dân của các ngài là ông Lê Trung Khoa ở đây. Và cho đến thời điểm này thì Sứ quán Việt Nam vẫn im lặng vì điều đó. Và sau đó tôi có đưa cái thông tin đó cho bà luật sư Slack and Howe, tức là bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, để làm cái việc này và yêu cầu là đưa cái quyền lợi pháp lý, binh vực pháp lý đối với công dân Việt Nam, đối với cả nhà báo Việt Đức ở Đức khi mà bị một số cái chế độ độc tài tìm cách bóp nghẹt, tìm cách thao túng. Thì chúng tôi đã đưa cái thông tin đó cho phía Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Và Sứ quán Việt Nam ở Berlin luôn luôn nói rằng là tôi là một cái người trường hợp đặc biệt, tức là các trường hợp khác thì có thể làm hộ chiếu và đổi hộ chiếu qua đường thư bảo đảm hoặc là qua những cái dịch vụ của những cái doanh nghiệp. Họ làm rất nhiều ở trong các khu chợ Đồng Xuân ở Berlin, khu chợ Đồng Xuân ở Leipzig và nhiều những cái dịch vụ khác. Thế nhưng mà trường hợp của ông Lê Trung Khoa thì trong cái thư mà Đại sứ quán gửi cho chúng tôi thì đều rất luôn luôn nói rằng ông Lê Trung Khoa là trường hợp đặc biệt, cho nên ông ta phải vào trong tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để interview, thì có nghĩa là phỏng vấn, mà họ không nói rõ là phỏng vấn về cái gì và hỏi về cái gì và đi với ai đấy. Thì cái điều đó rất nguy hiểm. Thì các bạn đã xem cái chương trình trước là cái nguy hiểm ở chỗ là khi mà vào sứ quán, nếu các anh đi một mình thì có thể xảy ra những trường hợp khác nhau, như sứ quán tại Saudi Arabia tại Istanbul, tức là Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã giết hại một nhà báo và phân xác ra, mất tích luôn. Thì cái việc mà Việt Nam hoặc là những cái nước cộng sản độc tài, họ sẵn sàng sử dụng những cái biện pháp cực đoan như trường hợp là ám sát bằng những cái chất phóng xạ hoặc là bằng chất độc hoặc bằng rất nhiều cái biện pháp khác nhau, mà có thể cái người đó vào gặp chưa chết ngay, tức là vào có thể là phải ăn uống rồi một thời gian 6 tháng thậm chí một năm sau, xong đó tự nhiên là sinh bệnh nặng lên, và sinh bệnh nặng thì sẽ không chữa được, tức là có thể ung thư, có thể là bị giống như ông Nguyễn Bá Thanh là bị ung thư máu rồi ung thư tủy, hoặc là giống như chủ tịch nước Trần Đại Quang thì có thể tự nhiên là bị những cái bệnh rất đột ngột và không thể chữa được, mặc dù y tế của quốc tế thì rất là tốt, đưa đi nước ngoài chữa không thể chữa được và sau đó chết, và sẽ chết theo đúng lộ trình, tức là sẽ có bao nhiêu thời gian để đi chữa, và nếu có chữa thì hết bao nhiêu lâu, và sau đó thì bao giờ thì chết. Hoặc là ngay cái trường hợp như vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến một cái công dân Việt Nam đã ám sát cùng với một người khác để ám sát người anh của nhà độc tài Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên, thì cái việc đó đã xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên là Việt Nam và các nước độc tài cũng đã thường có những cái thủ đoạn, có những biện pháp rất nguy hiểm và độc hại, độc rất độc như vậy, cho nên là chúng tôi rất cẩn thận. Và tôi đã báo cáo cái việc này cho phía cảnh sát Đức, cũng như tôi báo cáo việc này cho Bộ Ngoại giao Đức, và họ đã có cái biện pháp cho đến nay. Thì tôi xin thông báo với các bạn rằng các bạn hãy yên tâm, bởi vì phía cộng chính phủ và Đức và đại diện là Bộ Ngoại giao, chính phủ của ngoài nước, sở ngoại kiều, thì họ đã cấp cho tôi cái chứng minh thư tạm thời, tức là tôi có thể dùng chứng minh thư đó vẫn có thể đi lại và làm mọi việc khắp nơi trên thế giới, kể cả về đi đâu cũng được. Thì tôi đã có cái giấy tờ đó và không phụ thuộc vào việc hộ chiếu Việt Nam có hay không. Đấy, cái điều đó là không phụ thuộc vào hộ chiếu Việt Nam. Nhưng là một công dân Việt Nam thì tôi luôn luôn yêu cầu là Đại sứ quán Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của mình, đó là cung cấp và cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam của nước mình khi mà họ yêu cầu. Và đấy là cái việc các cán bộ ngoại giao, các cán bộ lãnh sự trong tòa đại sứ quán Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Đại sứ Việt Nam là ông Nguyễn Minh Vũ phải thực hiện cái yêu cầu đó, bởi vì đó là yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Đây là Nguyễn Minh Vũ đấy, ông ta
ông ta phải thực hiện toàn bộ cái yêu cầu đó, bởi vì công dân Việt Nam phải được phục vụ, và tòa đại sứ Việt Nam là cái nơi là phục vụ người dân Việt Nam khi mà họ định cư ở nước ngoài, chứ không phải là người dân Việt Nam mà phục vụ họ. Thì đấy là cái điều hoàn toàn là phải thực hiện đúng những điều luật như vậy. Đấy, thì đối với tôi, việc cấp hộ chiếu hay không cấp hộ chiếu, nói thực cho đến thời điểm này không quan trọng, nhưng là một công dân Việt Nam, tôi vẫn luôn muốn có cái hộ chiếu Việt Nam của chúng tôi, để tôi có thể luôn luôn tự hào là một người Việt Nam, và chúng tôi làm và viết cho các bạn trong nước, để các bạn trong nước cùng biết cái thông tin đó. Thế còn hiện nay thì bên phía chính phủ Đức đã cấp về cái cho tôi thẻ căn cước tạm thời, và trong cái thẻ căn cước đó thì tôi có thể làm mọi việc mà tôi mong muốn, tôi có thể làm mọi thứ mà tôi mong muốn. Và cũng có một số bạn cũng đã đặt câu hỏi, nếu mà hộ chiếu của anh hết hạn như vậy thì anh đi ra đường thế này anh có bị bắt không, như thế nào không, thì các bạn cũng yên tâm rằng là cái điều đó không xảy ra. Đấy, bởi vì cái chuyện đó là đã xong rồi. Đấy, thì cái việc mà ông Nguyễn Minh Vũ phải suy nghĩ. Đấy, và ngay cả ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cái người mà hiện nay thì mặc dù là không được người dân bầu, nhưng mà thôi thì trước mắt thì ông ta vẫn là cái người đại diện đứng đầu của nhà nước. Thì ông ta là tôi vẫn quốc tịch Việt Nam, thì ông ta yêu cầu ông ta phải có cái trách nhiệm là yêu cầu ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ tại Cộng hòa Nhân dân Đức đổi hộ chiếu cho nhà báo Lê Trung Khoa, để ông ta vẫn là một cái người công dân Việt Nam có thể đi lại và về Việt Nam nếu ông ta muốn. Nếu ông ta muốn, còn về hay không đấy chuyện của tôi. Đấy, đây là ông Nguyễn Minh Vũ, là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam hiện nay tại Cộng hòa Nhân dân Đức, và ông ta chưa chịu đổi hộ chiếu, cấp hộ chiếu mới cho tôi. Thì đây là Bộ Ngoại giao Đức, và như các bạn cũng đã biết, Bộ Ngoại giao Đức đã cấp và chính quyền Đức đã cấp cho tôi thẻ căn cước tạm thời. Và với điều đó, trong cái quá trình lúc này tôi đang làm quốc tịch Đức, tham gia vào quốc tịch Đức, nhưng tôi vẫn muốn có một cái hộ chiếu Việt Nam của tôi. Đấy là quyền lợi của tôi, thì tôi vẫn đòi, và tôi đòi đến lúc nào mà các ông phải cấp thì thôi. Còn nếu các ông không cấp thì các ông, thì tòa đại sứ Việt Nam cũng như là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và các quan chức chính quyền Việt Nam sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi mà họ cố tình che giấu, khi họ cố tình không cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam, khi công dân đó hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Thì đấy, cái điều đó là họ đã làm trái pháp luật, trái hiến pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái tường trình thực tế của Thời báo .de của nhà báo Lê Trung Khoa từ Cộng hòa Nhân dân Đức ngày hôm nay thứ bảy từ Berlin, và xin hẹn gặp lại các bạn vào buổi tường trình lần tới. Các bạn hãy bấm theo dõi của Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo .de, và các bạn hãy theo dõi của YouTube của Thời báo .de, cũng như các bạn hãy đặt những câu hỏi ngay trong cái live stream này để các bạn có thể bày tỏ cái quan điểm của mình, cũng như là cho chúng tôi biết cái mong muốn của các bạn về những cái thông tin mà các bạn cần được cung cấp. Bởi vì các bạn cũng đã biết Thời báo .de sẽ đưa tin thẳng và nhanh nhất như có thể phục vụ các bạn. Còn những cái tờ báo mà phục vụ cho tuyên truyền, cho tuyên giáo trong nước thì họ dường như là không đưa bất cứ cái tin gì cho người dân cả, để họ biết được cả, mà chỉ đưa những cái thứ mà có không có, những cái thứ có giá trị họ không đã đưa ra, sự thật họ không dám đưa ra, thì điều đó là không được. Và các bạn hãy comment và gửi câu hỏi vào đây nhé, để tôi sẽ trả lời các bạn. Và ngay sau cái chương trình này thì chúng tôi sẽ tiếp tục, sau 30 phút nữa sẽ có một chương trình tiếp theo, đó là chương trình chúng tôi tường thuật trực tiếp về vụ việc phía Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã cử đội tàu thuyền ra và đang hiện nay đang xâm phạm vào lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Và chúng ta sẽ theo dõi sau 30 phút nữa cái tường thuật trực tiếp về việc này ngay trước tòa đại sứ quán Trung Quốc. Và hẹn gặp lại các bạn.